Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Hôm nay chủ nhật, không biết là các anh chị và các bạn nhà mình có đi đâu chơi không à? Còn nếu không có đi đâu chơi hết thì nhớ ghé qua kênh của Tuyền để lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp nha. Hôm nay cuối tuần mình Tuyền về được 3 chiếc xe cũng rất là hot các anh chị ha. Toyota Avanza số sàn 2022 nè, màu bạc các anh chị, và một chiếc Xpander số tự động 2021 màu trắng cực đẹp luôn. Các anh chị nào mà bữa giờ đang còn tìm màu trắng thì alo lại cho Tuyền để có được thông tin sớm nhất nha. Và chiếc xe bên cạnh Tuyền đây các anh chị ha, 5 chỗ giá mềm lanh hoành 400 triệu thôi, vừa đi gia đình vừa kinh doanh chạy dịch vụ được nè, đời cao số tự động còn hỗ trợ trả góp được nữa các anh chị nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Mitsubishi Attray số tự động đời 2021 nhập Thái Lan nguyên chiếc các anh chị nha. Em này thì mới đi có 33.000 km thôi, mình Tuyền đang bán em này với giá là 409 triệu các anh chị ha. Bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Kết thúc video này thì tí xíu nữa thì sẽ tiếp tục lên thêm hai chiếc mới về nữa cho các anh chị nhà mình cùng xem nhé. Đấy, các anh chị nhà mình mà đang còn tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào, cứ ở lại bên kênh của Tuyền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nè. Rồi, xe này mới về là chưa có kịp vệ sinh gì hết, Tuyền mới vừa sạch sơ cho nó đã đỡ bụi cái là quay lên cho mọi người xem luôn á, để các anh chị nhà mình biết được tình trạng xe thật sự của em này là như thế nào ha. Em này biển 72 Vũng Tàu nha, 57872. Nếu mà các anh chị nào mình ở khu vực tỉnh khác thì bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc các anh chị ha. Đi gọn hơn phần nước sơn giúp Tuyền nè các anh chị. Nắp capo là không trầy xước các anh chị ha. Đèn nè, đèn bi các anh chị, có giải đèn led ban ngày, cản cũng không có trầy xước gì hết, xe rất đẹp luôn á. Chỗ nào trầy thì sẽ báo trầy nha. Những cái mối nối cản còn rất là khít luôn các anh chị. Đây, này là bùn rồi các anh chị, chưa vệ sinh các anh chị ha. Lớp nè, độ gây gió Tuyền thấy cũng còn tương đối các anh chị. Mâm ở đây là không có bị trầy xước gì hết các anh chị ha. Có cảm biến áp suất lớp cho mình luôn nè. Vỏ zin theo xe nha, tuần thứ 27 của 2021 các anh chị ha. Đăng kiểm còn tới tháng 9 của năm 2024 các anh chị. Có dán phim cho mình rồi ha, bên hông là không có bị trầy xước hay là móp méo gì hết nha. Em này đời cao nên Tuyền sẽ bỏ qua cái phần kiểm tra keo chỉ cửa các anh chị nè. Rồi, phía sau mica đèn còn rất trong, rất là đẹp các anh chị. Có cam lùi và chưa có cảm biến lùi các anh chị ha. Nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền. Rồi, Tuyền sẽ mở cốp cho các anh chị nhà mình xem nha. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và ngoài ra khi mà bên Tuyền bán xe ra có bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Rồi, cốp em này thì cũng tương đối các anh chị, sedan ha, nhưng mà có cũng tương đối rộng rãi nè. Đấy, những cái phần nỉ này là bụi nè các anh chị, chứ không có bị dơ gì hết ha. Đây, lớp dự phòng nha, con đội tay quay đồ nghề thì còn đầy đủ nha. Sáng mai thứ hai thì sẽ cho vệ sinh xe sạch sẽ. Đấy, các anh chị nào mà cần hình ảnh á thì liên hệ Tuyền nha. Rồi, nhập Thái Lan nguyên chiếc các anh chị. Rồi, ghế nha, ghế da nguyên zin các anh chị nha. Đấy, tông màu đen, sàn nguyên bản, trần nguyên bản các anh chị ha, mới lắm. Rồi, Tuyền rất là thích quay những chiếc xe mới vừa về như thế này để các anh chị nhà mình biết được tình trạng xe thật sự của em này là như thế nào ha. Đây là chìa khóa của Attray 2021, chìa khóa thông minh có đề startup các anh chị nè. Đấy, vô lăng ở đây là vô lăng bọc da, ở không trầy xước, cũng không có hao mòn gì nhiều, logo cũng còn rất đẹp. Có đàm thoại rảnh tay các anh chị ha, ru control. Nhìn đồng hồ giúp Tuyền nè, 33.133 km, con số cũng khá đẹp ha. Rồi, tắp lô không trầy xước, có camera hành trình anh chủ nhà mình lắp thêm nè. Màn hình là màn hình zin theo xe các anh chị. Dưới này là vàng lạnh ha, những nút bấm hỏng mờ, chữ mất số gì hết. Đấy, cần số cũng còn rất là đẹp ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ nha. Ở tầm tầm tiền như thế này thì bên Tuyền còn Honda Brio RS 2019 giá 399 triệu nè. Rồi có cả VinFast Fadil 2022 368 triệu nè. Có Morning bản Luxury đời 2022 màu trắng ha, cũng khoảng 300 mấy à, 376 triệu. Rồi có Morning bản City Line.
giá rẻ thì có Accent tự động nhập hàng nguyên chiếc nè, giá 326 triệu nha. Đấy, rất nhiều xe luôn. Có Ford EcoSport 2014 bản Titanium giá khoảng 376 triệu nha. Các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe tiền vừa nêu thì liên hệ Tuyền ha. Đây, ốc ác sơn phết nè, khung sườn máy móc nguyên zin, hơi bụi một tí xíu thôi. Các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tuyền nha. Còn một khi mà xe mà giao đến tận tay quý khách hàng thì đảm bảo xe phải được vệ sinh sạch đẹp các anh chị nha. Rồi tiếng nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nha. Mitsubishi Attray số tự động đời 2021 nhập Thái Lan nguyên chiếc, đi 33.000 km thôi. Bên Tiền đang bán em này với giá là 409 triệu các anh chị nha. Giá đây Tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Công ty của Tiền thì nằm gần ngã tư Bình Phước các anh chị. Khi đi xem xe cứ alo Tiền thì sẽ chỉ đường để các anh chị nhà mình đi cho dễ dàng hơn nha. Và em này còn hỗ trợ trả góp lên tới 70%. Các anh chị cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp thì liên hệ Tiền thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Còn ở tỉnh xa thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì nên liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tuyền ha. Những chiếc xe của bên Tuyền các anh chị ưng là phải chốt giá đặt cọc giữ xe ngay các anh chị ha. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe nha. Vì bên Tuyền là bao tết hãng cho các anh chị rồi nên là chất xe thì các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi đừng quên cho Tuyền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.